Thời gian qua đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do phụ nữ lái ô tô gây ra mà nguyên nhân là do đi giày cao gót. Liên quan đến vụ người phụ nữ điều khiển xe ô tô Mercedes GLC 250 cuốn 3 xe máy vào gầm bốc cháy sáng ngày 20 tháng 11 trên đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại cơ quan công an, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái, sinh năm 1972 khai nhận khi đến ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy có một phương tiện phía trước xe nên định đạp chân phanh. Nhưng do bà đi giày cao gót lại mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga, làm ô tô Mercedes tăng tốc phi thẳng vào dòng phương tiện phía trước, cuốn 3 xe máy và 1 xe đạp vào gầm. Trên thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông do người điều khiển ô tô đi giày cao gót. Tháng 8 năm 2019, gần nút giao Nguyễn Trãi, Láng, có một chiếc xe BMW khi đang lưu thông trên đường bất ngờ tông vào nhiều phương tiện phía trước. Tại trụ sở công an phường Thượng Đình, Thanh Xuân, nữ tài xế này cho biết quay giày cao gót bất ngờ vướng vào chân ga khiến chiếc xe lao về phía trước, đâm liên hoàn vào xe máy và xe đạp điện đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến một nạn nhân bị thương nặng. Trước đó, vào tháng 10 năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ điều khiển xe BMW tông liên hoàn vào các xe máy đang dừng đèn đỏ. Hậu quả một người tử vong và 5 người bị thương. Người phụ nữ sau đó đã khai với cơ quan công an đã bị nhầm chân ga và chân phanh do đi giày cao gót. Liên quan đến những nguy hiểm xung quanh việc đi giày cao gót lái xe, độc giả Hà Viên, admin diễn đàn luật giao thông và an toàn giao thông đã thực hiện một thực nghiệm liên quan. Anh sẽ phân tích một số cái nguy hiểm khi mà đi giày cao gót khi lái xe. Đây là hình ảnh chiếc giày cao gót đặt ở trên chân ga. Trong quá trình vận hành thì vô tình thì người lái nếu đi giày cao gót sẽ tạo ra một điểm lún tại đây. Và điểm này nếu mà sàn cứng thì nó sẽ lõm một vết. Và nếu đàn hồi thì nó cũng sẽ ít nhiều, nó sẽ tạo thành một cái điểm chết ở đây. Và khi trong một số trường hợp do cái sự hoảng loạn hoặc là giật mình, khi mà mình cố tình rút chân ga ra thì bản thân cái điểm này sẽ là một điểm chết. Vì khoang lái sẽ bị hạn chế chiều cao, nếu đi giày cao gót mình sẽ không thể nhấc chân lên được. Và cái điểm này luôn tì ở xuống dưới đất. Nếu mà tì xuống dưới đất thì khi rút chân ra mình sẽ tác động một lực vào đây. Và khi rút chân ra thì khi cái điểm kia không, nếu di chuyển thì phải nhấc ra thì mới di chuyển được. Còn nếu mà để điểm này nó chết thì khi càng rút chân ra thì càng ấn vào. Đấy, đấy, nó sẽ theo phương thế này. Ngoài ra, độc giả này còn cho biết thêm giày cao gót làm tăng chiều dài của chân, trong khi khoảng cách giữa mặt sàn và đáy đắp lô không thay đổi được. Một số phụ nữ lái xe thường hay chỉnh ghế ngồi sát tay lái nên không gian để nhấc chân càng bị thu hẹp. Theo lý thuyết, khi chuyển từ chân phanh sang chân ga chỉ giữ nguyên gót chân làm trụ, xoay cổ chân là có thể làm được. Nhưng thực tế, chân ga trên ô tô thường được thiết kế luôn thấp hơn so với chân phanh. Chính vì vậy, để xoay được bàn chân đổi từ ga sang phanh, ta vẫn phải nhấc chân lên, và giày cao gót quả thực làm hạn chế rất nhiều động tác này. Tôi đã thử và luôn bị mắc ở cạnh chân phanh khi xoay chân, cần ngửa bàn chân lên rất cao mới có thể đưa chân vào đúng vị trí chân phanh. Cấu tạo của giày cao gót cũng như một cái keo vuông, khi điểm đặt ở dưới sàn bị cố định cộng với động tác nhấc lùi chân về phía sau thì mũi chân luôn luôn chui xuống. Chính điều này đã làm cho không gian di chuyển của chân bị hạn chế, ma sát giữa gót chân và sàn xe lớn, phản xạ chân kém do đặt lâu ở một vị trí thì trong một thời điểm tức, thao tác chân sẽ rất dễ dẫn đến sai lầm. Chính vì vậy, phụ nữ khi lái xe tốt nhất nên mang theo một đôi giày bệt, hoặc trong trường hợp bất khả kháng nên bỏ giày và đi chân không để lái xe. Ông Lương Duyên Thống, vụ trưởng vụ quản lý phương tiện người lái, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong luật giao thông đường bộ không quy định cấm đi giày cao gót khi điều khiển ô tô. Tuy nhiên, thực tế trong đào tạo sát hạch lái xe đều có khuyến cáo tới các học viên ngay từ khi bắt đầu thực hành. Việc đi giày cao gót khi kỹ năng lái xe chưa thuần thục sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Chỉ cần luống cuống, đạp phanh, ga chật giày thì tai nạn là khó tránh. Do vậy, khi thực hành, học viên đều được thầy dạy lái xe của các trường khuyến cáo, ông Thống nói. Ông Nguyễn Văn Thạch, vụ trưởng vụ an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, bản thân người học nếu nhận thức tốt, học bài bản và nắm bắt tốt kỹ năng thì đều thấy đi giày cao gót lái xe dễ rất nguy hiểm. Ông Thạch cũng thông tin thêm, hiện tại trên thế giới chỉ có một vài nước quy định lái xe không được đi giày dép cao gót, trong đó điển hình là Úc, còn lại đa số không quy định. Chính vì lý do đó, các chị em lái xe cũng nên cân nhắc và cẩn trọng khi sử dụng giày cao gót trong khi lái xe, tránh gây ra những vụ tai nạn đáng tiếc chỉ vì những sự bất cẩn không đáng có.